Xin chào các bạn nhỏ đến với bài học nhận biết về con chim công. Con chim công, cũng được gọi là con công, là một loài chim thuộc họ chim công, Phasianidae, và được chia thành nhiều loài khác nhau. Tuy nhiên, thường khi nhắc đến chim công, người ta nghĩ đến chim công phương Đông, Pavo Christatus, loài có nguồn gốc chính từ Ấn Độ. Đặc điểm của chim công phương Đông bao gồm Lông đuôi dài và lộng lẫy, đặc trưng nhất của chim công là đuôi của chim đực, có thể lên tới 1,5 đến 1,8 mét trong các loài lớn nhất màu sắc bắt mắt, chim đực thường có lông sáng rực, màu xanh ngọc với các đốm màu xanh da trời và vàng nổi bật, chim cái thì ít sặc sỡ hơn, thường có lông nâu nhạt. Hình thái nổi bật, con đực có vẻ ngoài hùng hậu với màu và lông tai nổi bật, thường dùng để gọi cái trong mùa giao phối. Sống chủ yếu trong rừng nhiệt đới ẩm ướt, chim công thường sống trong rừng nhiệt đới ẩm ướt và dọc theo sông ngòi của vùng miền núi ấm áp ở phía Bắc Ấn. Đặc điểm của chim công phương đông bao gồm Lông đuôi dài và lộng lẫy, Đặc trưng nhất của chim công là đuôi của chim đực, có thể lên tới 1,5 đến 1,8 m trong các loài lớn nhất. Màu sắc bắt mắt, chim đực thường có lông sáng rực, màu xanh ngọc với các đốm màu xanh da trời và vàng nổi bật, chim cái thì ít sặc sỡ hơn, thường có lông nâu nhạt. Hình thái nổi bật, con đực có vẻ ngoài hùng hậu với màu và lông tai nổi bật, thường dùng để gọi cái trong mùa giao phối. Sống chủ yếu trong rừng nhiệt đới ẩm ướt. Chim công thường sống trong rừng nhiệt đới ẩm ướt và dọc theo sông ngòi của vùng miền núi ấm áp ở phía bắc Ấn. Đặc điểm của chim công phương Đông bao gồm: Lông đuôi dài và lộng lẫy, đặc trưng nhất của chim công là đuôi của chim đực, có thể lên tới 1,5 đến 1,8 m trong các loài lớn nhất. Màu sắc bắt mắt, chim đực thường có lông sáng rực, màu xanh ngọc với các đốm màu xanh da trời và vàng nổi bật, chim cái thì ít sặc sỡ hơn, thường có lông nâu nhạt. Hình thái nổi bật con đực có vẻ ngoài hùng hậu với màu và lông tai nổi bật, thường dùng để gọi cái trong mùa giao phối. Sống chủ yếu trong rừng nhiệt đới ẩm ướt, chim công thường sống trong rừng nhiệt đới ẩm ướt và dọc theo sông ngòi của vùng miền núi ấm áp ở phía bắc Ấn. Đặc điểm của chim công phương Đông bao gồm: Lông đuôi dài và lộng lẫy, đặc trưng nhất của chim công là đuôi của chim đực, có thể lên tới 1,5 đến 1,8 m trong các loài lớn nhất. Màu sắc bắt mắt, chim đực thường có lông sáng rực màu xanh ngọc với các đốm màu xanh da trời và vàng nổi bật chim cái thì ít sặc sỡ hơn thường có lông nâu nhạt hình thái nổi bật con đực có vẻ ngoài hùng hậu với màu và lông tai nổi bật thường dùng để gọi cái trong mùa giao phối sống chủ yếu trong rừng nhiệt đới ẩm ướt chim công thường sống trong rừng nhiệt đới ẩm ướt và dọc theo sông ngòi của vùng miền núi ấm áp ở phía bắc ấn đặc điểm của chim công phương đông bao gồm lông đuôi dài và lộng lẫy đặc trưng nhất của chim công là đuôi của chim đực có thể lên tới 1,5 đến 1,8 mét trong các loài lớn nhất. Màu sắc bắt mắt, chim đực thường có lông sáng rực, màu xanh ngọc với các đốm màu xanh da trời và vàng nổi bật, chim cái thì ít sặc sỡ hơn, thường có lông nâu nhạt. Hình thái nổi bật, con đực có vẻ ngoài hùng hậu với màu và lông tai nổi bật, thường dùng để gọi cái trong mùa giao phối.